Xin chào mọi người đến với kênh Bác sĩ sữa mẹ Anh Thi. Bác sẽ đồng hành cùng với mọi người trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Xin chào tất cả mọi người. Bác xin tự giới thiệu, bác là bác sĩ Lê Ngọc Anh Thi và bác cũng là chuyên gia tư vấn sữa mẹ quốc tế IBCOC. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề massage và chườm ngực trong những ngày đầu sau sinh. Bác muốn các mẹ nhớ một điều là chỉ có việc cho con bú mới có thể giúp nhiều sữa nhất. Còn nếu chỉ massage với lại chườm ngực mà không có cho con bú thì sữa sẽ không tăng lên được. Sữa non có sẵn từ trong ngực mẹ từ 3 tháng cuối thai kỳ. Chính vì vậy, việc mà các mẹ cần làm ngay sau khi sinh đó là cho con bú ngay và không cần phải chê một bình sữa công thức nào hết. Vào ngày đầu tiên, kích thước dạ dày bé cỡ bằng trái cherry thôi rất là nhỏ và nó chỉ có thể chứa từ 5-7ml sữa trong một cữ. Với một lượng sữa ít như vậy thì nó chỉ tương đương với khoảng 2 thìa cà phê sữa. Với 2 thìa cà phê sữa này, nếu các mẹ đổ lên ngực thì các mẹ sẽ thấy là ngực mình không cảm giác được cái độ nặng. Ông bà xưa thì khuyên là các mẹ dùng xôi nếp để đắp lên ngực. Mục đích của việc đắp xôi nếp chườm ấm là để giúp cho các cái ống sữa giãn ra và sữa non được thoát ra một cách dễ dàng. Tuy nhiên là các mẹ phải chuẩn bị xôi nếp thì rất là mất công. Các mẹ có thể dùng một số những cái phương pháp khác để có thể chườm ấm trên ngực mình. Ví dụ như là cho nước ấm vào trong cái miếng tã của bé để đắp lên ngực. Hoặc là các mẹ có thể dùng một chai nước ấm và quấn khăn xung quanh để mà lăn. Ở đây bác có một loại túi thảo mộc chườm bầu ngực mà các mẹ có thể sử dụng. Bác thấy nó rất là tiện lợi. Nó tiện lợi ở chỗ là ở trong một cái sản phẩm thì nó có hai cái túi thảo mộc và có hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối này có thể giặt và sử dụng lại được nên nó rất là vệ sinh. Thì khi mà các mẹ cắt cái bao bì này ra, các mẹ sẽ có được một cái túi chườm thảo mộc như thế này. Và sau đó các mẹ sẽ dùng cái vỏ gối này, các mẹ bọc nó lại và sau đó có thể sử dụng. Cách sử dụng là các mẹ sẽ bỏ nó vô trong lò vi sóng từ 20 đến 30 giây để làm ấm nó. Hoặc là các mẹ có thể bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh 1 đến 2 giờ. Vì sữa non rất là đặc nên sau khi các mẹ chườm ấm cho các cái tuyến sữa nó giãn ra, sau đó các mẹ có thể massage để giúp đẩy cái sữa non ra khỏi ngực mẹ một cách dễ dàng hơn. Bây giờ bác sẽ hướng dẫn cho các mẹ cách massage vào ngực của mình để giúp cho sữa non có thể thoát ra một cách dễ dàng. Một tay các mẹ sẽ đỡ bầu ngực như thế này, tay còn lại các mẹ sẽ dùng từ 2 đến 3 ngón giữa để có thể massage trên bầu ngực của mình. Các massage các mẹ sẽ đi từ chân ngực ra phía đầu ti. Chúng ta sẽ xoay vòng tròn từ chân ngực ra phía đầu ti, đàm hết từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Sau khi massage xong, các mẹ có thể cho bé bú hoặc là hút sữa thì sữa non nó sẽ ra dậy một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên là những mẹ nào không có điều kiện để chườm ấm hoặc là để massage thì không bắt buộc phải làm, bởi vì chỉ cần lực hút của bé là đã có thể rút sữa non ra khỏi ngực rồi. 3 đến 5 ngày sau sinh, các mẹ sẽ bắt đầu thấy ngực cương tức và khó chịu. Đó là cương sữa sinh lý. Nhưng thông thường các mẹ sẽ không phân biệt được là cương sữa sinh lý hay là tắc tia. Các mẹ hay nhầm lẫn lắm. Cương sữa sinh lý là nó chỉ xảy ra vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau khi sinh mà thôi. Trong khi tắc tia nó có thể xảy ra ở bất kỳ một cái thời điểm nào trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Ngoài ra cương sữa sinh lý, các mẹ sẽ cảm thấy ngực mình nổi cục, lổm nhổm và nó sẽ khắp hai bầu ngực luôn, nó đều khắp hai bầu ngực. Trong khi nếu mà là tắc tia đó thì chỉ có một vùng ngực của mình bị căng tức và có khối lổm nhổm mà thôi, còn những vùng ngực còn lại đều mềm mại. Vậy thì điều mà các mẹ cần làm khi bị cương sữa sinh lý: thứ nhất, các mẹ cần phải cho bé bú tích cực càng nhiều càng tốt. Thứ hai, các mẹ sẽ massage ngực hướng từ chân ti về phía nách. Và thứ ba là các mẹ sẽ chườm mát. Đây là cách massage. Các mẹ lưu ý là khi massage thì mình nên nằm ngửa chứ mình không ngồi. Thì khi massage mình sẽ dùng 2 ngón cho đến 3 ngón giữa và đặt ở vị trí là chân ti, xong các mẹ sẽ vuốt về phía nách của mình. Vuốt tất cả các vị trí luôn nha các mẹ ha. Mình có thể massage khoảng từ 10 đến 15 phút. Hiện tượng cương sữa sinh lý này nó sẽ tự hết sau 1 đến 2 ngày, chứ nó sẽ không hết ngay sau mỗi lần bé bú được nha các mẹ. Vậy tóm lại, để cho những ngày đầu sữa có thể về nhanh nhất và có được một nguồn sữa dồi dào thì các mẹ cần nhớ: thứ nhất là phải cho con bú càng nhiều càng tốt và kết hợp với lại massage, chườm ấm, chườm mát theo những gì mà bác đã hướng dẫn nha.
Bác hy vọng với những hướng dẫn vừa rồi có thể giúp cho các mẹ khởi đầu hành trình nuôi con bằng sữa mẹ một cách dễ dàng. Hẹn gặp lại các mẹ vào những chia sẻ lần sau.